chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 5. Nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi kiều bào cùng xây dựng đất nước. Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam, những mục tiêu và thử thách đặt ra trong 2 năm tới, cùng chương trình phân tích trong phần tiêu điểm trưa nay. Tìm hiểu ý nghĩa Tết Đoan Ngọ, dịp để các thành viên trong gia đình trở về sum họp gắn kết với nhau. Bắt đầu phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành phố New York, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Ngay sau khi đến New York, tại cuộc gặp với các đại diện các doanh nhân người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong quá trình đầu tư ở Việt Nam trước đây, một số doanh nhân Việt kiều có thể gặp phải khó khăn. Thế nhưng, môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ, chắc chắn những khó khăn này sẽ giảm bớt. Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nhân Việt kiều ở Hoa Kỳ coi đây là thời điểm để tạo nên làn sóng mới đầu tư về Việt Nam, cùng góp phần xây dựng đất nước. Còn tại cuộc gặp mang tính chất tham vấn với đại diện các trí thức Việt kiều tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Ngoại giao cần nghiên cứu một chương trình với cách làm mới để thu hút các trí thức Việt kiều về nước, trước hết là tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy ở các trường đại học và góp phần đổi mới giáo dục đại học trong nước. Thủ tướng đề nghị các trí thức Việt kiều có ý tưởng về phát triển đất nước có thể gửi thư trực tiếp cho Thủ tướng và mọi ý kiến góp ý đều được Thủ tướng lắng nghe. Đồng thời cho biết, tổ tư vấn của Thủ tướng mới được thành lập không chỉ dừng lại việc chỉ có 4 trí thức Việt kiều mà còn có thể có thêm những Việt kiều khác. Cũng trong thời gian ở New York, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch cấp cao sàn chứng khoán Nasdaq Robert McCauley. Thủ tướng đánh giá cao Nasdaq vừa ký bản ghi nhớ với công ty cổ phần VNG của Việt Nam để công ty này sớm trở thành công ty Việt Nam đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq. Thủ tướng cũng đề nghị Nasdaq tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq để từ đó tiếp cận được với thị trường vốn của Hoa Kỳ. Chuyến thăm chính thức Mỹ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là sự kiện đánh dấu cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao đầu tiên trong các nước Đông Nam Á với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi nước này có chính quyền mới. Cuộc tiếp xúc này được cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ kỳ vọng sẽ có nhiều bước tiến trong hợp tác song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương giữa hai nước. Ngay sau đây là ghi nhận ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp trong nước. Chúng tôi cũng kỳ vọng rất nhiều về cái kết quả của cái chuyến thăm này, có thể ký kết được một cái hiệp định tự do thương mại song phương giữa hai nước, thì có lẽ đây là một cái điều mà sẽ xóa bỏ được cái rào cản lớn nhất, chính là cái rào cản về thuế quan của hàng hóa may mặc. Sẽ có nhiều cái mà xúc tiến hơn nữa để nhanh những cái sản phẩm mới, những loại trái cây mới vào thị trường Mỹ. Vừa rồi là Mỹ có trồng vú sữa, đó, sắp tới là có xoài và hy vọng là sẽ có nhiều loại trái cây nữa sẽ đẩy nhanh cái tiến độ đàm phán để mà được vào thị trường Mỹ. Và tôi cũng hy vọng là qua cái chuyến đi này thì Thủ tướng sẽ có những cái đề nghị phía Mỹ xem xét lại những cái biện pháp, những cái hàng rào mà cản trở trong vấn đề thuế quan. Cái dòng thuế đó rất là phi lý và nó ảnh hưởng tới hàng triệu người nông dân, những người nuôi nhỏ lẻ, những gia đình rất là khó khăn của Việt Nam. Thì chúng tôi bao nhiêu năm nay là chúng tôi hy vọng là chính phủ Mỹ và đặc biệt Bộ Thương mại Mỹ đã xóa bỏ được càng sớm càng tốt. Các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay thảo luận về dự án luật đường sắt sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải có chính sách đầu tư thích đáng để đưa đường sắt sớm thoát khỏi tình trạng lạc hậu như hiện nay. Cụ thể là tăng tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đường sắt nhằm tạo vốn mồi để thu hút đầu tư, hoặc giao chính phủ định hướng thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt. Nhiều đại biểu cũng đề nghị phải rà soát, tổng kiểm tra đường ngang để có quy định phù hợp, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa tai nạn đường sắt. Quy định cụ thể hơn về hành lang an toàn giao thông, xác định trách nhiệm của các cấp khi có tai nạn xảy ra. Các đại biểu cũng ghi nhận dự thảo đã hướng tới việc loại bỏ độc quyền trong kinh doanh đường sắt theo hướng bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này, đặc biệt là yêu cầu phải tách bạch kinh doanh giữa kết cấu hạ tầng với kinh doanh vận tải đường sắt. Chưa xác định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý hạ tầng đường sắt, thiếu cơ chế và không có quy định cụ thể về ưu đãi thu hút nguồn lực để phát triển đường sắt,
Đây là những bất cập được chỉ ra trong luật đường sắt năm 2005. Dự thảo luật đường sắt 2016 sửa đổi đang trình Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp này được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời là tiền đề để phát huy thế mạnh của loại hình vận tải này trong giai đoạn tới. Trong khi vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng trên 61% về hàng hóa và trên 95% về vận tải hành khách, thì ngành đường sắt chỉ chiếm chưa đến 4% đối với cả hai lĩnh vực vận tải này. Luật đường sắt 2005 thì cũng đã đặt vấn đề là tiền đề cho cái việc định hướng phát triển ngành đường sắt theo chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt. Tuy nhiên thì 10 năm qua thì quá trình thực hiện lợi thế của đường sắt thì cũng chưa phát huy được. Đường sắt sẽ phải căn cứ vào cái thị trường vận tải của cả nước và với cái ưu thế của mình để chúng ta có thể phát triển. Và như vậy thì chúng ta hay nói trong nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp phải cung ứng ra thị trường cái mà chúng ta thị trường cần, chứ không phải cái chúng ta có. Đường sắt dù xuất hiện khá sớm đã từng là phương thức vận tải chủ chốt của cả nước nhưng lại bị tụt hậu suốt một thời gian dài, ít được đầu tư, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng dịch vụ kém, và luật đường sắt năm 2005 còn nhiều bất cập khiến đường sắt tiếp tục tụt hậu không phanh. Cái vai trò của nhà nước chưa được xác định rõ trong cái việc quản lý hạ tầng đường sắt, phát triển, huy động nguồn lực để phát triển đường sắt, cũng như vai trò của trung ương cũng như vai trò địa phương trong quản lý cái đường sắt. Bên cạnh đó là chưa có những cơ chế, những quy định cụ thể trong việc ưu đãi đối với phát triển đường sắt. Sau 7 năm thực hiện cổ phần hóa quyết liệt cái đường sắt thì chúng ta thấy là chúng ta đã có những cái kinh nghiệm để mà chúng ta có thể pháp điển hóa nó vào trong cái luật đường sắt 2016 lần này để có thể huy động được mọi nguồn lực của xã hội vào đầu tư phát triển vận tải đường sắt. Dự thảo luật đường sắt năm 2016 sửa đổi, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước quản lý và đầu tư về phát triển dịch vụ vận tải sẽ thực hiện theo hướng xã hội hóa thông qua việc cổ phần hóa những đơn vị hiện hữu hoặc kêu gọi tư nhân đầu tư trang thiết bị và tổ chức dịch vụ vận tải hành khách hướng tới chất lượng cao trong tương lai. Mặc dù là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, song đến nay gạo Việt Nam hầu hết vẫn chỉ định vị ở thị trường cấp thấp mà chưa có được đặc trưng nổi bật, hay nói cách khác là chưa có được một thương hiệu gạo quốc gia. Điển hình như tại thị trường xuất khẩu gạo số 1 của Việt Nam là Trung Quốc, hiện ở thị phần gạo cao cấp có thương hiệu chiếm lĩnh tại các hệ thống phân phối lớn của nước này thì lại không phải là gạo Việt Nam mà là gạo Thái Lan. Điều này sẽ là một thiệt thòi cho ngành xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng như bà con nông dân. Nỗ lực để xây dựng thương hiệu gạo Việt đang được một số doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh. Tuy nhiên, đây là một vấn đề cần một thời gian rất dài và từ nhiều phía. Phóng sự phản ánh của các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Chợ đầu mối nông sản Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngoài các loại gạo đặc sản của các địa phương Trung Quốc, thì các cửa hàng phân phối cũng chỉ bán gạo Thái Lan bao nhỏ 2 hoặc 5 kg. Bởi mang mác đặc sản nhập khẩu nên giá thường cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với các loại gạo đặc sản của Trung Quốc. Thực tế, Việt Nam xuất sang đa phần là không thương hiệu, nên cũng không ai dám chắc là những bao gạo mang thương hiệu Trung Quốc bên trong có thực sự là gạo Trung Quốc không. Chị có nghe nói Việt Nam có gạo xuất khẩu không? Không nghe, tôi thì chỉ nghe nói là gạo Thái Lan thôi, chứ chưa nghe gạo Việt Nam. Vậy chị nói là Thái Lan có gạo xuất khẩu, còn Việt Nam chị chưa nghe là có gạo xuất khẩu à? Chưa nghe. Thật không? Thật. Đó là tình hình chung của phần lớn các nông sản xuất khẩu của nước ta hiện nay. Mới đây, một doanh nghiệp Việt Nam đã đi tiên phong trong liên doanh với doanh nghiệp Trung Quốc để thành lập một công ty về sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, nghiên cứu và trao đổi kỹ thuật về lúa lai. Đây là bước mở đầu cho xu hướng xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Đây chính là cái cơ hội để chúng ta vừa bán được sản lượng số lượng nhiều với giá cả hợp lý và tạo ra cái sự bền vững và nó định hướng được thị trường sản xuất cây trồng nước chúng ta một cách hợp lý, không còn cái cảnh mà nó lúc thừa lúc thiếu và sự thao túng của các cái thương nhân mà họ không chuyên chính.
Rào cản lớn nhất để xây dựng thương hiệu là Việt Nam có quá nhiều giống lúa và sản xuất manh mún. Trong khi đó, giá xuất một tấn gạo có thương hiệu thường lên đến 700 đô la Mỹ so với xuất không có thương hiệu là 500 đô la. Còn các loại gạo đặc sản thì cao gấp vài lần so với gạo thường. Với cả triệu tấn xuất sang Trung Quốc trong những tháng đầu năm 2017, thì con số bị mất chắc chắn là rất lớn. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trên 46% tổng lượng gạo xuất, và Trung Quốc ngày càng đưa ra nhiều rào cản kỹ thuật trong nhập khẩu gạo. Dù là một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng vào các hệ thống siêu thị ở Bắc Kinh cũng như các tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc thì rất là khó tìm thấy những mặt hàng gạo của Việt Nam, mà chủ yếu là gạo nhập khẩu từ Thái Lan, Lào hay Campuchia. Đây là một điều bất lợi rất lớn, bởi gạo nhập khẩu có thương hiệu rõ ràng thì giá thường cao gấp 2 đến 4 lần. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo kế hoạch thì đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 20% sản lượng gạo xuất khẩu chính thức có thương hiệu riêng. Tuy nhiên, đây được đánh giá là một mục tiêu quá nhiều tham vọng bởi chỉ còn hơn 2 năm nữa là đến thời hạn này. Nhiều ý kiến cho rằng để thực sự xây dựng được thương hiệu gạo Việt, điều trước tiên là phải chọn được những giống lúa chất lượng. Mặc dù vậy, theo một báo cáo của Cục Trồng trọt, mỗi mùa vụ ở đồng bằng sông Cửu Long luôn có gần 200 giống lúa được nông dân chọn để gieo trồng. Ngoài việc nhiều giống lúa thì cách thu mua lúa gạo hiện nay còn có quá nhiều tầng nấc, từ thương lái, cơ sở xây xác đến các doanh nghiệp. Trong quá trình này, hàng trăm giống lúa đã được trộn lẫn vào nhau và khi bán ra thị trường chẳng ai biết trong 1 kg gạo có bao nhiêu giống lúa. Vì thế, gạo xuất khẩu của Việt Nam chỉ có thể tính theo gạo 5%, 15% hay 25% tấm, chứ ít khi có gạo thơm đặc sản như Thái Lan với thương hiệu gạo Homali có giá trị cao gấp đôi so với gạo 5% tấm của Việt Nam. Nhiều chuyên gia cũng cho biết là nhu cầu tiêu dùng gạo trên đầu người tại châu Á đang giảm mạnh, đặc biệt là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Trong tương lai gần, các quốc gia có truyền thống nhập khẩu gạo đang có những định hướng riêng. Ví dụ như Trung Quốc sẽ đa dạng hóa nguồn nhập khẩu gạo, còn Philippines, Indonesia và Malaysia lại đang cố gắng tự cung tự cấp. Trước tình hình này, thì các chuyên gia cho rằng ngành lúa gạo Việt Nam cần hướng tới nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững để xây dựng thương hiệu lúa gạo quốc gia. Ở một khía cạnh khác thì nhìn từ xuất khẩu gạo từ đầu năm tới nay, trước thông tin nhiều thị trường sẽ nhập khẩu gạo của Việt Nam, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng đến 300 đồng kg. Tuy nhiên, Hiệp hội Lương thực Việt Nam vẫn khẳng định phân khúc tăng trưởng nhiều nhất vẫn là gạo chất lượng cao. Vì vậy, để tránh cảnh thừa hàng dội chợ, tập trung cho chất lượng gạo xuất khẩu vẫn là điều cần được ngành lúa gạo cũng như bà con nông dân chú ý. Trước đây thì chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào thị trường đi Trung Quốc qua cái cửa khẩu tiểu ngạch. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc đã hạn chế và tiến tới là chấm dứt hẳn, cho nên là chỉ tập trung vào thị trường chính ngạch và các doanh nghiệp buộc phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn nữa để cải tiến và nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Thì như vậy có thể thấy với bà con nông dân thì phải sản xuất theo cái tín hiệu thị trường. Hiện nay là Việt Nam đang có cái lợi thế hướng tới cái thị trường chất lượng cao thì bà con nên tập trung. Của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ, các báo Mỹ cũng đưa ra những bài phân tích về sự kiện này. Cụ thể thì tạp chí chuyên phân tích về ngoại giao của Mỹ The National Interest cho rằng quan hệ giữa hai nước đang cùng nhịp với sự phát triển của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đến năm 2020, 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tập trung tại khu vực này. Chính vì thế, cả hai nước đã nhấn mạnh vào một quan điểm bền vững và lâu dài về quan hệ đối tác. Trang báo uy tín Bloomberg cũng đăng một bài thứ hai cập nhật một số thông tin sau cuộc phỏng vấn với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cụ thể, Thủ tướng khẳng định rằng nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đã tăng lên đáng kể và Việt Nam sẽ ký những hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ với các công ty Mỹ trong chuyến thăm này. Điều này sẽ tạo nên nhiều việc làm hơn cho người Mỹ. Chuyển sang những thông tin khác. Trang Vietnam Plus có đưa tin Eurocharm công bố chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam quý 1. Cụ thể, vào ngày hôm qua 29 tháng 5, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm tại Việt Nam đã công bố chỉ số môi trường kinh doanh PCE quý 1 năm 2017 đạt mức 78, giảm 7 bậc so với mức 85 của quý 4 năm 2016. Theo phản hồi của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, chỉ số PCE có 67% phản hồi tình hình kinh doanh hiện tại là rất tốt và tốt, giảm khoảng 5% so với quý 4 năm 2016. Mặc dù dự đoán về kinh tế vĩ mô không tích cực, nhưng lạm phát không còn là mối quan ngại lớn cho các thành viên của Eurocharm.
Báo Acer Việt Nam của Nga có đưa tin về số lượng khách sạn tăng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do số lượng du khách nước ngoài ngày càng tăng. Theo đó, các thành phố lớn nhất của Việt Nam đang có kế hoạch thêm khoảng 1.000 phòng mới mỗi thành phố vào cuối năm. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong tháng 5, khoảng 973.000 khách du lịch nước ngoài đã tới Việt Nam, tăng 27% so với một năm trước đây. Trên trang chính của kênh truyền hình Asahi của Nhật Bản có một phóng sự về việc cá tra Việt Nam có mặt ở thị trường Aeon tại Nhật Bản. Theo đó, từ ngày 30, tại Aeon Nhật Bản sẽ bày bán cá tra được nuôi tại Việt Nam. So với lương thì giá cá tra nướng sốt có giá rẻ bằng 1/3, khoảng 600 yên. Loại cá tra này được đánh giá là thịt trắng, mọng và có vẻ được yêu thích hơn lương. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Họp báo về vụ tai nạn y khoa nghiêm trọng tại Hòa Bình. Tìm hiểu ý nghĩa Tết Đoan Ngọ, dịp để các thành viên trong gia đình trở về sum họp gắn kết với nhau. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một sự cố y khoa nghiêm trọng. 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo đồng loạt có triệu chứng của sốc phản vệ như khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn và ngứa. Tính đến thời điểm này thì đã có 7 bệnh nhân tử vong. Vẫn còn một bệnh nhân nặng tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 10 bệnh nhân khác được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Vấn đề đặt ra là hiện đang có 100 bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đa số các bệnh nhân được điều chuyển về bệnh viện tuyến trung ương để tiếp tục điều trị. Còn hơn 20 bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình. Phóng viên Nguyễn Ánh đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình sẽ thông tin chi tiết về việc hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại đơn vị chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình. Đây là một trong những đơn vị có thể đáp ứng hỗ trợ việc chạy thận nhân tạo cho những bệnh nhân chạy thận chu kỳ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Được biết thì hiện tại đơn vị chạy thận này thì có 10 máy, thế nhưng mà đối với mỗi ca thì chỉ có 8 máy hoạt động, còn 2 máy sẽ phải để dự phòng. Trong ngày hôm qua thì đơn vị chạy thận nhân tạo của bệnh viện này đã giúp chạy thận chu kỳ cho 7 bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và để tìm hiểu về việc đáp ứng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình cho việc chạy thận cho những bệnh nhân chu kỳ như thế nào thì chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với bác sĩ Trương Thanh Hải là phụ trách của đơn vị chạy thận nhân tạo ở đây. Xin bác sĩ cho biết là với một cái cơ sở hiện có thì chúng ta có thể đáp ứng như thế nào mỗi ngày cho những cái bệnh nhân mà phải chạy thận chu kỳ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngày hôm qua thì ngoài tới 10 ca cấp cứu chuyển sang để lọc ngay thì chúng tôi đã tiến hành lọc cho 7 bệnh nhân. 7 bệnh nhân này là đến kỳ lọc và không có tăng cân, có tăng huyết áp và không thể kéo dài được nên là phải lọc ngay trong tối hôm qua. Vâng. Còn trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp nhận khoảng 22 bệnh nhân nữa để hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhân lực thì chắc là không đáp ứng được mà bên Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ cử điều dưỡng và bác sĩ sang hỗ trợ. Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là sẽ có 22 bệnh nhân phải chạy thận chu kỳ sẽ được hỗ trợ chạy thận tại đây. Còn những cái bệnh nhân khác thì sẽ phải tính cách để chuyển họ lên Hà Nội để điều trị tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo. Chị Nguyễn Ánh với các thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, về 10 bệnh nhân bị sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai trong đêm để tiếp tục điều trị, thì các bệnh nhân này đã được chia về các khoa chống độc, cấp cứu, thận tiết niệu, hồi sức tích cực để điều trị. Các biểu hiện trên lâm sàng và các xét nghiệm trên 10 bệnh nhân cho thấy không có những thay đổi đặc biệt ngoài tình trạng suy thận mãn. Tất cả các bệnh nhân này đều đang được lọc máu định kỳ theo kế hoạch và xét nghiệm thường xuyên để đánh giá phát hiện những bất thường để xử lý. Trường hợp bệnh nhân nam nằm tại khoa hồi sức tích cực của Bạch Mai là nặng nhất, hiện đang được lọc máu liên tục. Qua đánh giá ban đầu của bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc và có các biểu hiện giống như dị ứng khi đang chạy thận. Tất cả các bệnh nhân này đều có thời gian chạy thận nhân tạo ít nhất từ 1 năm và nhiều nhất là hơn 10 năm. Và trong sáng nay ngày 30 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp báo về sự cố tai biến y khoa được đánh giá là nghiêm trọng này. Tại cuộc họp báo, đại diện cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã khẳng định đây là sự cố nghiêm trọng và đã phối hợp với bệnh viện niêm phong toàn bộ đơn nguyên thận nhân tạo để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hiện công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đã hoàn tất, còn một bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện. Hiện huyết áp đã ổn định, có dấu hiệu cựa chân tay nhưng vẫn còn đang phải thở máy. Dù chưa có kết luận nguyên nhân vụ việc nhưng tại cuộc họp báo, giám đốc bệnh viện tỉnh đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm trước sự cố vô cùng đáng tiếc này. Hiện 126 bệnh nhân đang chạy thận định kỳ đã được bệnh viện bố trí xe để đưa lên Hà Nội điều trị. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay theo âm lịch là ngày mùng 5 tháng 5, tức là Tết Đoan Ngọ, dân gian còn gọi là ngày giết sâu bọ. Vào ngày này thì các gia đình thường chuẩn bị những món ăn, hoa quả, bánh trái để giết sâu bọ. Ngày Tết này cũng trở thành một dịp để các thành viên trong gia đình trở về sum họp gắn kết với nhau. Tết Đoan Ngọ gắn liền với quan niệm về sự tuần hoàn của thời tiết trong năm, không chỉ có ở Việt Nam mà còn ở một số nước châu Á khác như Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc. Cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ qua phóng sự sau đây. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ là một ngày mở đầu cho một tháng nóng nhất trong năm. Tháng đó có hai tiết khí, Mang Chủng và Hạ Chí. Đối với cư dân nông nghiệp Việt Nam, trong ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, người dân có thói quen phòng bệnh mùa hè. Ngày đó, người dân Việt Nam đi hái cái lá để làm thuốc vào cái giờ ngọ, bất cứ là gì, phơi phong để làm thuốc dự trữ để dành. Và cũng cho trẻ con ăn rất nhiều trái cây. Mong rằng cái trái cây ấy được ăn vào cái ngày mùng năm này nó phát huy được tác dụng, nó làm mát cơ thể và giúp cho trẻ con nó trừ những cái sâu bọ, côn trùng. Truyền thuyết kể rằng sau vụ mùa đông xuân, nông dân ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo đến ăn mất cây trái thực phẩm đã thu hoạch. May mà có ông lão tự xưng là Đôi Trưng từ đâu đến giúp nhân dân giải được nạn sâu bọ bằng cách dâng cúng lên bàn thờ tổ tiên những thức ăn được chế biến từ sản vật nông nghiệp thu hoạch được từ vụ mùa vừa xong như chè kê, thịt vịt, xôi. Không ngờ khi nhân dân làm theo như vậy vào đúng giờ ngọ thì diệt được sâu bọ. Vì thế, lễ cúng vào đúng giờ ngọ ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm còn được gọi là Tết giết sâu bọ để bày tỏ tấm lòng của nhân dân đối với tổ tiên. Tết Đoan Ngọ để con cháu tỏ lòng thành đối với ông bà cha mẹ đã sinh thành ra mình, đồng thời lấy cái ngày đó để mà sum họp con cháu nội ngoại trong dòng tục nó vui vẻ. Đối với người Việt, Tết Đoan Ngọ là cũng là một cái Tết cơm mới của cái vụ đông xuân. Thì cái Tết cơm mới này bằng cái sản phẩm vịt nếp kê, người ta sẽ chế biến một cách thánh khiết để dâng cúng đến tổ tiên với một cái ý nghĩa bảo đảm. Như vậy, cũng xuất phát từ một khởi điểm, nhưng dần dần khi thực hiện ra thì người Việt chúng ta tổ chức Tết Đoan Ngọ nhằm hướng về việc gắn bó tấm lòng cầu nguyện, vọng tưởng tổ tiên của chính mình. Việc các thành viên trong gia đình sum họp đầm ấm trong ngày Tết Đoan Ngọ cũng là hành động gắn kết gia đình, đánh dấu một thời tiết mới, mừng sự trong sáng, quang đãng, cầu mong bình an trong cuộc sống. Thực tế ở Việt Nam thì trong ngày Tết Đoan Ngọ, mỗi nơi, mỗi vùng miền lại có các hoạt động văn hóa và món ăn đặc trưng riêng. Tại Hà Nội và một số vùng của miền Bắc thì ngày này, rượu nếp, đặc biệt là rượu nếp cẩm là món không thể thiếu. Người dân ở đây quan niệm rằng ngày 5 tháng 5 âm lịch là thời điểm thích hợp để loại bỏ các loại ký sinh trong bộ phận tiêu hóa của con người bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, vị chua, chát và nhất là rượu nếp. Còn ở miền Trung và Việt Nam thì món ăn đặc trưng trong ngày Tết Đoan Ngọ là bánh ú lá tre hoặc bánh tro với nguyên liệu cũng là gạo nếp, đậu xanh và một vài nguyên liệu khác. Thịt vịt cũng là món không thể thiếu cho ngày lễ này, theo truyền thống của người dân địa phương. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng vịt quay, heo quay tiêu thụ trong ngày này thường tăng hơn so với ngày thường. Dân gian quan niệm rằng vịt sẽ bắt đầu béo ngậy, thơm ngon hơn kể từ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch trở đi. Chính vì vậy mà có rất nhiều gia đình mua vịt về ăn trong ngày Tết Đoan Ngọ. Cuối bản tin như thường lệ là các thông tin thời tiết cập nhật ở một số thành phố.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền Việt Nam. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube đang được hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.